Xin chào tất cả các bạn nha. Hiện tại thì mình đang ở Cần Giuộc của tỉnh Long An các bạn ơi. Hôm nay thì mình đến vườn mai của anh Tám. Hôm nay anh có giao lưu với anh em nguyên cái vườn mai luôn anh em ơi. Giá cả dễ chịu để anh em chơi Tết 2020 nha. Ngoài ra thì vườn nó còn có trang này nè. Trang tím, trang vàng. Khoảng 200 gốc anh em. Đây, một cốt không. Vô chậu sẵn luôn. Rồi phía bên kia thì có mai chiếu thỉ, kiện cổ đồ, nhiều lắm anh em. Nói chung là anh giao lưu hết cái vườn luôn. Giá cả là siêu bất ngờ anh em ơi, tại giải thể vườn anh em ơi. Vườn nhiều quá, cần giao lưu hết. Anh em xem được góc nào đó, mạnh dạn liên hệ đi. Có alo có chốt anh em ơi. Rồi mình dẫn các bạn tham quan đầu tiên các bạn ơi. Mai vàng trước nha. Một số gốc anh em. Đây chẳng hạn cây này. Vườn thì tầm trung nó nhiều anh em. Từ 40 đến 80 nha. Dẫn anh em tham quan một số gốc tầm trung nhỏ nhỏ trước anh em. Một cốt nha. Cây nhỏ mà khéo léo anh em ơi. Đây, chẳng hạn mấy gốc này đây. Cây này chiều cao nó tầm khoảng 2m8 anh em. Tán ngang nó tầm khoảng trên 3m nha. Mấy cây này ảnh lựa chọn anh em ơi, tuyển chọn nha. Đây vàng xương đây. Đã đợi luôn. Cái này khuyến khích anh em đến tận vườn anh em ơi. Rồi mình thích cây nào đó anh báo giá cho anh em. Có đến là có chốt nha anh em. Đây ngon lành, cây này về cho Tết liền luôn anh em ơi. Sướng luôn. Đế nè. Ở đây là trồng là bao đế hết anh em. Mình cứ đến mình xem đi, anh cho anh em mua mua đế bình thường. Được thì chốt anh em ơi. Rồi đặc biệt anh em nào chốt hết vườn đó. Có giá cực tốt luôn. Ngon lành. Cây này nhỏ mà đẹp quá anh em ơi. Khéo léo nha, chân cạnh. Để anh Tám anh đo một số cây tầm trung cho anh em xem nó hoành khoảng bao nhiêu cho trở lên nha anh em. 44. Rồi 44 hoành. Đo trên cao nha anh em. Rồi ok anh Tám ơi. Ở đây đế nguyên khối nha anh em. Cứ ngắt luôn nha. Mỗi cây là bao đế hết. Mình dẫn anh em tham quan nhiều góc nha anh em. Ngon lành. Tới là chốt liền anh em ơi. Đây phía bên đây. Một cốt luôn. Cây này củ đế thấy ghê lắm anh em. Nguyên khối đặc luôn. Đặc hơn luôn. Đây. Một cốt nha. Ngon lành. Chân cành đây. Giá dễ chịu nha anh em. Đến là chốt liền anh em ơi. Khuyến khích nha. Cần Giuộc, anh em nào mà không biết chi tiết đó, mình liên hệ số điện thoại anh Tám mà để trên phần tiêu đề video đó. Để mình trao đổi thêm rồi mình đến vườn mình giao lưu. Hết hồn của đế. Bao nhiêu anh? 55. Rồi 55. Đây. Tầm trung này trong vườn cũng nhiều anh em, khoảng vài chục gốc nha. Cây nhỏ nhắn mà nó chuẩn anh em ơi, bốn ngón, thân tàn đế, bông. Đây mình quay những cây lớn lớn trong vườn cho anh em xem nha. Đây có cái này nè. Một cốt chót đọt nha. Đây, cái này anh cũng mới đem về anh trồng anh em ơi. Cây cũng đang bắt đầu sung lại nha. Trước cái tàn này dữ lắm anh em. Bây giờ hiện trạng thì nó tầm khoảng 6 mét nha anh em. Chiều cao nó tầm khoảng 4 mét mấy 5 mét anh em. Một cốt thẳng thắn nha. Chân cành vũ lượng. Cây thiên nhiên. Cây này mà nuôi đủ cái tàn nó hơi bị ngon nha anh em. Đây. Ngon lành. Cây này để anh trọng lắp nè. Đây, dòng cho anh em xem. Chân cành ghê quá. Rất là to nha. Đâu anh đo thử cái gốc này khoảng bao nhiêu ra anh Tám? Rồi quanh khoảng nhiêu anh? 73. Rồi 73 là trên cao nha anh em. Cái này còn sâu không anh Tám? Khoảng 2 tấc nữa, 3 tấc. À còn hai còn khoảng 2 3 tấc nữa anh. Cây này phía mặt trên anh em, 73 hoành nha. Cây này cái hoành ở dưới nó to nha anh em, ở trên mà nó còn bảy mấy rồi nè. Ở đây do số lượng vườn nhiều anh em ơi, không có báo giá nè, anh em đến đi. Cây có quay là có chốt anh em ơi. Đến trực tiếp mình xem cây đó rồi mình trao đổi cái giá làm chốt liền ơi. Có cây mai xù nè. Cây tàn hơi bị khủng nè. Nguyên bản thiên nhiên nha. Cây nó đang lên xù mạnh nè. Cây này siêu nút nụ luôn.
ngon lành. Đây, một số cây tượng trưng cho anh em xem nha. Từ 40-80 anh em ơi. Tính trực tiếp mình xem thì nó thế nào cũng chốt được vài cây gì mình chơi Tết rồi nè. Nè. Xù rất là mạnh nha. Cái này nó có cục bún nè. Chân cành bao lực luôn. Đâu mình đo thử gốc này có khoảng bao nhiêu anh Tám? Cây này đế mình trồng lắp rồi hết anh. Đây, quá trời cái bệ nè. Rồi 78 ha, mặt trên đó anh. Cái này anh bao cho anh em mô đế nè, đến mình xem đi, mô đế nó chi tiết cái cây đó. Rồi mình chốt giá. Toàn hàng tuyển chọn không thôi, siêu phẩm không. Vàng xương nè. Quá êm. Mặt bông ở vườn thì ảnh chồng anh biết hết nha nè, bông đẹp nha. Đây. Vừa chơi Tết luôn. Cây này chiều cao nó tầm khoảng trên 3 mét anh em ơi, tán ngang nó tầm khoảng 4 mét nha. Vàng xương như bánh canh luôn. Một cốt giót. Đế là lắp hết nha nè, chồng ở vườn đó, nhà nó mình lắp, không có mô. Quá trời nhiều cây nè em ơi, này hơi bị ngớp rồi nè. Cây nào cũng đẹp hết. Vàng xương đã quá, ngon lành. Mình quay cái lô mai trước nha nè, xíu nữa mình quay cái số cây trang của anh đó. Tổng cộng khoảng hơn 100 cây trang nè, từng chậu sẵn. Trang vàng, trang tím, trang hồng phấn rồi nè. Cây này ngon, nhỏ gọn mà ngon. Chiều cao nó khoảng 3m2, tán ngang trên 4m. Chân cành khủng. Một bát một từ dưới lên trên. Đã quá. Có alo là có chốt nha nè. Khuyến khích anh em đến tận vườn. Mình chốt cả vườn thì giá nó rất là tốt anh em. Ngon lành. Nhiêu anh ta? 59. Rồi 59 anh em ơi, mặt trên nha. Đế là mình thấy mấy cái chân có hết nha. Nhắc lại anh em ơi, bao mô đế nha. Tới mô đế vừa ý là mình chốt. Rồi dẫn anh em tham quan phía sau khu vườn anh em. Đây. Gặt ghi một cốt anh em. Hoành 40 trở lên không nha. 40 đến 80, lớn nhất là 80. Rồi phía đằng sau. Đây. Ngon lành. Tàn thiên nhiên không? Tàn khủng. Đây. Cái này tầm nhỏ nha anh em. Tầm khoảng 40 hoành, 40 50 nè. Cái này khoảng vài chục gốc nha anh em. Nhỏ gọn. Giá bao mềm luôn. Cái này thốt thân cao. Tàn thông anh em ơi. Nhìn bắt mắt quá. Đâu mình đo thử cái này có khoảng bao nhiêu anh Tám? Này. Nhỏ mà đẹp anh em, liền lạc nha. Cốt nè. Ngon lành. 41 hoành anh em. Là lắp đế nha anh em. Đây. Bên đây. Cái này cái mình nó đẹp quá anh em, nó phụ ra một cục nha. Tàn lửng lửng. Lùng liền lực. Quay cận cảnh cho anh em xem. Đây. Cây này đang lên xù anh em ơi. Sung nha. Nút nụ nè, nó đâm ra được thân nhiều nha. Hết hậu cái cũ. Đâu mình đo thử góc này khoảng bao nhiêu anh Tám? Hàng đẹp không anh em ơi. 61. Rồi, 61. Ok anh Tám ơi. Rồi nhanh tay liên hệ để mình đến vườn mình chốt cây về chơi Tết anh em ơi. Nhắc lại nha, giá là siêu hợp lý nha anh em.
dẫn anh em tham quan cái lô Mỹ Hồng anh em ơi. Đây, một cốt nha, từng chậu sẵn luôn. Cái lô này anh báo là khoảng hơn 100 gốc anh em, khoảng 150 gốc nha. Từng chậu sẵn luôn. Đâu mình đo thử cái tầm nó khoảng hoành bao nhiêu anh Tám? Giá siêu mềm nha anh em, chốt hết nha. 16 17. 16 17 ha. Là nó tầm có vậy hay nó có lớn hơn nữa không anh Tám? Có này nhưng mà nó còn ở dưới. À nó còn nằm sâu ha. Đây anh em đúng rồi nè, sâu dưới đây nha. Anh đo ở trên nha, ở trên là 16 17 nha. Này dưới đi chắc khoảng hơn 20 nè. 150 cây nha. Vậy nè anh em. Thân chậu sẵn. Rồi đi vòng cho anh em xem, một cốt không? Đây. Này. Trồng lắp là hết nha. Cốt cây to không? Rồi trang vàng nữa nè, trang vàng với Mỹ Hồng nha. Phía đằng sau luôn. Đây. Cây đẹp quá anh em ơi, thành phẩm rồi nha. Đây, tầng tầng anh em, tứ diện nha. Rồi, chỉ thị lá lớn nha anh em. Đã quá. Cây này tạo thành phẩm lâu lắm nha anh em, siêu phẩm nha. Chiều cao nó chắc tầm khoảng mét mấy 2 mét anh em ơi. Tán ngang nó cũng tầm trên 1 mét nha. Uống tứ diện tầng tầng anh em, đẳng cấp luôn. Chân cành nè, tay chân khủng, tay chi khủng. Đâu mình đo thử cái hoành nó có khoảng bao nhiêu anh Tám? Bộ đế ghê quá anh em ơi, nu không à. Chí thị lá lớn nha anh em, anh em nào am hiểu là anh em tham khảo tôi coi. Cái này cặp lần nha anh em, chơi phải chơi cặp nha. Hoành trên không là 76. Rồi cái hoành là 76, mình đo luôn cái bộ đế có khoảng nhiêu anh Tám? Rồi 163. Rồi mình quay cái cặp thứ hai cho anh em xem. Đây. Cặp này chiều cao tán ngang nó cũng ngang ngửa nè, cái số 2 nè. Tứ diện. Tầng tầng lên. Tai chi qua nhạo luôn. Đây mặt bên đây cho anh em xem. Lâu cái đầu da nó lên nó nu nè, cục lên trên nè, toàn thân luôn. Mình đo thử cây số 2 này khoảng nhiêu anh Tám? Tám ba. Cây này lớn hơn cây số 1 anh. Mình đo thử nồi đế luôn anh. 167. Rồi 167. Rồi anh em nào thích thì liên hệ với anh Tám để mình sở hữu. Đây có cây này nó đẹp quá anh em, chiếu thủy luôn, tàn dù. Đây đã quá, liền lạc, tàn thì đều rút luôn, tròn quay luôn. Chơi phía trên như cái nón vậy nè, ngon lành luôn. Đế nè, đây giá siêu mềm anh em ơi, có gọi là có chốt nha anh em. Đâu mình đo thử cái tàn dù này khoảng như anh Tám? Năm hút anh. Rồi thoát thân lên 60 nha anh em. 80 nha. Rồi 80 anh em, thoát thân 80, gần mét nha. Đã quá. Rồi đây kiển cổ chú thủy anh em ơi. Này tầm trung với nhỏ anh em, nó tầm khoảng 30 cây nha anh em. Chiều cao tán ngang nó cũng y chang nha anh em. Thành phẩm rồi. Vậy là cho liền anh em ơi, 30 cây. Đây, quay cho anh em xem tổng thể. Cái này chiều cao nó tầm khoảng 2 mét nha anh em, 2 mét đến 2 mét 2.
còn tán ngang nó là trên 1 mét. 45 anh, 45. Cái lô này là hoành là hàng 4 lên không anh em ơi, 45 trở lên không nha. Nó tầm một cỡ một anh em. Đây phía sau đây. Mình chốt nguyên lô giá bất ngờ anh em ơi. Ngon lành nha, thần chậu sẵn. Bán là tặng combo luôn em ơi, chậu hết. Rồi tiếp theo anh em ơi, phía trước nè. Có hai kiển cổ anh em. Y chang nhau nha. Đây. Cái này chiếu thủy gì anh Tám? Lá lớn nha. Tầng này anh có cắt anh xuống lá rồi nha. Đây. Lấy bông tết ha, tạo bông tết để chơi. Đây hai cây y chang nhau nè. Tạo tàng theo một kiểu một à. Đi mặt bên này cho anh em xem. Đây cái mặt bên này đây. Như đúc anh em ơi. Song sinh. Đấy đắm từng cảnh gì y chang nhau nha. Cái này nằm ngược nha, con này nằm quay qua đây. Bên đây nằm quay qua đây. Mình đo thử thông số có khoảng bao nhiêu anh Tám? 58. Anh đo thử cái con thú bên đây bao nhiêu anh? 70. Rồi 70. Chiều cao ngang nhau anh em ơi. Cái này về đang xuống lá đây cho tết nha anh em. Tết có bông liền luôn. Thiên đây có một gốc mai vàng anh em ơi, cũng khá là to nha. Đây. Tàn lớn anh em. Cái này anh đang nuôi bộ tàn nha. Đây. Chiều cao cái này nó tầm khoảng 4 mét. Tán ngang nó khoảng trên 4 mét nha. Cái này nó đủ tàn cũng ok anh em. Đây. Cái này anh báo đế đẹp anh em ơi. Đây nguyên bệ khủng nha. Cái này trồng lắp lại nha. Chừng càng to. Nó lên một cốt nó lên khoảng tầm 2 tấc anh em, nó xe tàn nha. Coi cái này 1 2 3 4 này tao mất 8 thân anh em. Lên 8 thân nha. To to không à. Đế nè. Cái này anh em dạng tay anh em chơi bonsai cũng ok anh em. Đế đẹp nha, chân cành nó chơi nó khủng lắm. 80 ha. 80 hoành. Có cái phong bonsai luôn. Thôi anh em chơi nè, anh em nuôi thêm cái tàn đó nha. Đây có cây tứ quý nè. Tàn bao phê luôn. Một cốt đi lên. Cái này có đo cái hoành anh em, 60 hoành nha. Cái chiều cao nó tầm khoảng trên 4 mét. Tán ngang cũng tầm khoảng 4 mét anh em. Bao tròn. Tứ quý là anh biết cái, anh em biết cái dạng xương nha. Phê luôn. Ngon lành. Đây. Trong vườn có cây tứ quý duy nhất anh em ơi. Tàn bao đẹp. Anh em nào tới trước thì chốt trước anh em. Đây, đã quá. Còn quay luôn, tứ diện. Thấu thần cao. Đế trồng lắp nha anh em. Cái này đế sao anh Tám? Đẹp. Đế ngon ha. Rồi anh em thích thì mình đến tận vườn xem đây anh em ơi. Chốt tại vườn luôn. Tới trước thì mình chốt trước. Giá bao mềm nha anh em. Cây này tàn nó tầm khoảng 6 mét anh em. Tàn thiên nhiên nha. Đây. Đế này anh trồng lắp anh em ơi. Cái này em đo quanh khoảng bao nhiêu anh Tám? 70 hoành ha, chuẩn anh. Đây, thân liền lạc nha anh em. To. Cái này anh bao cho anh em là đến là mẫu đế bình thường anh em ơi. Đế cây nào cũng là đẹp anh em. Hàng chọn lựa nha. Đây tàn tán nè. 70 hoành. Rồi, mình nhắc lại cho anh em ơi. Vườn của anh Tám thì tổng cộng khoảng 70 gốc mai vàng anh em ơi. Hoành dao động là từ 40 đến 80 nha. Anh em đến trực tiếp đi, mình thương lượng cái giá cả. Có đến là có chốt anh em ơi. Cây là cỡ nào cũng có anh em. Vườn này có 3 loại cây, một là mai vàng, hai là chiếu thủy kiển cổ anh em. Còn ba là trang anh em, trang trang vàng rồi mỹ hồng. Vô số kể anh em ơi. Mình đến đi trực tiếp, mình giao lưu. Ở đây là Cần Giuộc. Cần Giuộc Long An. Anh em nào thiện chí thì mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại anh Tám để trong phần tiêu đề video đó.
mình trao đổi rồi mình đến vườn mình giao lưu.